những cái tem như thế này nè nha. Đây nè, em quay lại cho nhà xem. Đó thì thấy có in một cái tem là to be nè, xong bắt rừng tràm mà quên ghi chữ kính tặng đó nha. Anh em ghi chữ kính tặng sao? Anh em bên kênh YouTube hỗ trợ cho bà con là trị giá là phần quà là gạo, trị giá là một phần là tổng bao nhiêu, một tấn, hơn tấn, hơn tổng số là một tấn gạo cho 50 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Thì ở đây thì em cháu sẽ đọc tên mỗi lượt là 5 người, bà con chịu khó đứng lên phía trên để mấy anh em bên đoàn tài trợ hỗ trợ quà cho bà con. Ở đây con sẽ đọc tên những người có mặt trước ha. Thì cả nhà ơi, thì hồi sáng thì thấy có đem ra đây một tấn gạo để mà thấy phát cho những hộ dân nghèo, hộ nghèo của xã của thấy ở này cả nhà. Thì ở đây mình còn được bao nhiêu bao vậy anh Nam? 15 bao nữa. Còn 15 bao có nghĩa là ở đây là còn 15 hộ cực kỳ khó khăn luôn cả nhà, là người ta không có xe đi hoặc là những cái hoàn cảnh mà bị tai nạn hoặc neo đơn hoặc là quá lớn tuổi rồi đó, không có ra nhận được, thì 15 hộ này là cực kỳ khó khăn. Thì những anh em thấy sẽ là giao 15 bao này đến tận nhà, tận tay cho những người dân hộ nghèo. Thì sáng giờ mình giao được bao nhiêu anh Bình? 14. Dạ. Anh Bình thì hỗ trợ cho Thái. Sáng giờ mình giao được 35 hộ. Dạ. Sáng anh Bình thì hỗ trợ cho Thái thống kê cái số dân ở trong xã. Sáng giờ mình giao là 35 phần rồi, 35 hộ rồi, còn lại 15 hộ. Bây giờ nó giao trong này đi. Giờ mình đi từng ấp trước rồi đó. Ấp bây giờ là ấp Tư. Ấp Tư là em bố trí điểm ngay đầu kinh năm đất sét. Có 5 hộ nghèo ấp Tư tập trung ra đó, rồi chuyển ấp dẫn 5 hộ lại cho. Rồi điện ông gấp lại đó đi, đợi mấy anh em đi vô là ấp Tư 5 hộ anh. 5 hộ ngay đầu kinh năm luôn. Ngay đầu kinh năm. Dương chạy giống Dương Hùng. Dương Hùng đây. Đây giống chạy trắng. Dạ. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình nè. Còn những bao ở đây thì mấy anh em mình ở đây hợp tác lại để mà chở đi luôn. Đem xe lại mình bỏ lên xe mình đi luôn anh Tính ơi. Cameraman cho thấy nay giờ. Dạ dạ. Đó mình bỏ lên ba gang trước đi. Rồi ấp 3 thêm 2 phần nữa đó. Còn cái phần vắng đó. Vậy là ấp 3 với ấp 3 với 4 là tổng cộng là 8 phần anh. À 2 phần với 7 phần. 7 phần dạ dạ, 7 phần. 7 phần. Ủa cưng sao cưng không để ngang lại á Tính. Để nó chỗ trồng anh luôn. Bây giờ để ngang lại. Ừ. Làm dấu quanh tròn đổ thứ tự nè. Mình mấy phần vậy? Là áp 3 giờ 2 phần nó lên gặp ai? Chứ em cũng đâu biết nha. Mình đó mấy phần. 5 phần lên được nhiều lên. Xe còn nhiều mà. Rồi xe nó chở cả tấn mà. Rồi. Rồi tới đó được rồi đó. Bên anh giữ mấy bao nữa nè. Anh Bình thì đang điện cho các chữ ngắp lại để mà mình biết cái hộ ở đâu để mà mình đem lại tặng nhà cái này. Có 2 hộ không nhận được chỗ Khúc Thị Bích Hòa với Lê Văn Trương á, mấy anh em bên tài trợ á là đi vô em cho số điện thoại anh thì chịu khó dẫn mấy anh em qua đó luôn được không? Anh Sĩ kêu ông đợi chút xíu rồi anh chạy đi đâu rồi?
thì còn cái danh sách gì thì dạ để anh sĩ sẽ chạy đây dẫn anh em đi luôn ạ. Anh em lên gạo lên xe đem lại tới nhà cho bà con luôn. Đây. Để anh sĩ chạy lại đi. Anh em hỗ trợ đem lại cho bà con khó khăn đi không được. Ở đây hai hộ này. Còn Nguyễn Thị Hằng Ngọc này nè là còn có hộ đó, là gì đâu có ấy ta. Chợ bên YouTube hỗ trợ gạo cho bà con nè, còn 6 hộ chưa ra, con đọc tên nha. Vinh Vinh để ra cho này bên nè. Để đi là chỗ cũ. Đi là chỗ cũ ha. Hồng Văn Đạo, Nguyễn Phú Sinh, Trần Văn Tấn, Nguyễn Thị Viên, Nguyễn Thị Viền. Nguyễn Thị Viền. À, Lê Văn Thâm. Rồi bây giờ 6 hộ này cậu điện thông báo lại cái nó bà con tranh thủ đợi tới 10 giờ đó. Thâm buổi chiều con cũng có trực. Rồi còn các bạn giấy giải quyết các bạn luôn đang ơi. Dẹp các bạn vô cho anh luôn. Thế là xong đó nha. Chơi gà. Dạ. Chiều cũng gà, có gạo mà. Gạo về mà ta. Đi về. Rồi. Những anh em phía trước có thấy thì đang tầm khoảng là 6 cái xe thì chở 15 bao gạo để mà mình cho những người dân nghèo khổ nha. Thì ta nói của cho không mà cách cho. Cô không biết nói gì hết trơn cả nhà, cái chân chưa có thấy gì nó nhỏ đó nha. Thì anh em phía trước à. Làm chính chạy vòng qua nhà bà ổng luôn. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 84 rồi. Bà ở nhà có hên hả bà? Con Duy Thái con chào bà luôn bà ơi. Dạ. Dạ con chúc bà năm mới khang thịnh vượng nha bà. Dạ con tặng cho bà bao gạo để mà Tết. Bà năm nay 83 tuổi hả bà? Dạ con. Tết thì hôm nay thì cũng chúc tất cả các cháu được bệnh khỏe. Dạ. Dạ con xin thắp cây nhang luôn bà ơi. Ừ, được rồi. Dạ, con cảm ơn bà luôn à. Ừ. Bà đi không có được nè. Bà 83 tuổi, 84 tuổi mà ở nhà chỉ một phụ nữ thôi cả nhà. Thôi chị con thắp cây nhang. Dạ con xin đi những hộ khẩu khác luôn nha bà. Dạ, cảm ơn các cháu ha. Đây cô bác ơi. Khô mặn, khô tiêu đường, khô bật đây cô bác ơi. Đây là còn đi được cái hôm đó là lết không đó. 2-3 hôm nay là ngồi lết không chứ không có đi được. Con xin phép luôn bà. Rồi, con xin phép luôn bà ơi. Tất cả các cháu đi ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Như đi cái nhà, đi chỗ cái nhà bên đó qua ấy. Ủa rồi, qua bên đó bằng cái cách gì đây? Mượn xuồng đi. Mượn xuồng đi hả? Em thấy chỗ đó có cái nhà đường vô đó, không biết có thể đi được. Đi qua đây được. Ở đây như cả nhà thấy thì ở phía này nè. Cái nhà nguyên nè, nó sầm tối. Cái nhà thì bên đây cũng có một cái hộ dân nhưng mà nhưng mà không có đường qua, chút xíu mình phải mượn cái xuồng để mà mình đi qua bển cả nhà. Không có cầu đi luôn, đi bằng đường xuồng. Để mình mượn cái xuồng rồi mình đi luôn.
mấy anh em nào hy sinh loại xong đi. Ở bên đây có cái chuồng mình mua được. Sao phá được không? Được. Nhà cô sáu có đường lội qua không? Không có cầu, có cầu từ lỗ xuống dạo không ạ? Giờ xuống sao đi hết? Để đi mấy ngày. Thái đi hả Thái? Em đi. Đó thì bây giờ mấy anh em mượn cũng mượn được chiếc thùng nữa nha. Leo xuống đây không thích cho ảnh đầu lạnh đi. Không anh vô giữa đây. Tôi đến rồi. Cái cây dầm này thì cũng gãy lần thứ N rồi nè. Cũng cũng giữa rồi, anh ngồi dưới thân bơi đi. Để vòng vòng mới qua mới ra ngoài được. Như cái đường này là chắc hồi đó người ta cuốc cái đường kinh này để người ta lấy đất người ta làm cái đê quá anh. Dạ cuốc làm lộ mới thành một cái đường kinh nhỏ đây. Còn ngoài kia là cái sông sáng lớn ngoài kia đó nha. Đó ngoài đó là cái không. Dạ. Anh là trưởng ấp ấp kia trưởng ấp anh làm bên mặt trận. Anh mặt trận à? Dạ. Thì hôm nay cũng nhờ có mấy anh mà hỗ trợ thấy cái nhà chứ thật sự chứ đâu mình đâu biết đường đâu đi. Vòng mới ra ngoài được á. Vòng mới ra ngoài được. Ở đây có đường đi. Xã Anh Thuận mình còn cũng có vài chục hộ nghèo chứ ai nào qua mỗi năm có 300 mấy luôn. Ừ. Ấp ba này không. Rồi. Anh Hùng hết biết rồi. Ấp ba không 51. Ấp ba 51 hộ à? Dạ. Ấp ba không là 51 hộ nghèo quá nha. Ấp một rồi sáu mấy hộ. Ấp một sáu mấy hộ. Ấp à. Ấp 1 nằm đâu ta? Ấp 1 ấp 1 ngay nằm ngay xã Anh Thuận. Ấp 1 là 60 mấy hộ nghèo quá nha. Chạy quá chạy chạy nào ngồi chìm xuồng không ướt qua gạo luôn.
này cũng khó khăn như trong xã này là hôm này cũng khó khăn nhất luôn anh. Không đất cát à. Không đất cát rồi con cái sao con cái bệnh hoạn hết. Có thằng là ở 10 năm mà không tắm á. Dạ. Nhà thì nhà nước mới cho cắt đúng không? Nhà nước mới cắt. Dạ, nhà nước mới cắt cho cái nhà. Dạ con chồng ha. À, lên luôn tới đây. Dạ con bên kênh YouTube sao bắt rừng chàm á. Dạ. Con bên kênh YouTube sao bắt rừng chàm á, con tặng cho bà một phần gạo để mà mình ăn Tết á bà. Ở nhà của bà thì vừa mới nhà nước cho tiền để cắt cái nhà chứ. Để đại đi, để đại đi tính đây. Rồi giờ mình về thì coi như là cái này là bao gạo cuối cùng của ngày hôm nay cả nhà. Thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Được hơn, cảm ơn em đỡ được cái con, được 20 kg gạo cũng quá quý. Cái nếu đi xe ôm mãi là đứt hết 50 ngàn. Dạ, mình đưa vô được tới đây chứ như kiểu mà nhà mà mình không có xe, không có vỏ này kia nữa, thì đi xe ôm hết 50 ngàn còn gì đâu. Thì, kết thúc video đây thì Thái cũng xin cả nhà kính chúc cả nhà có một năm mới an khang thịnh vượng luôn cả nhà, năm mới vui vẻ. Ủa, cái đường này như vô gần hơn đường nãy vậy anh? Hết rồi. Rồi, cuối năm thì Thái kính chúc cả nhà có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ luôn nha cả nhà. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở video sau.